Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân lên đường làm việc tại Mỹ và thăm Cuba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân sáng nay lên đường đến New York để dự các sự kiện lớn của Liên Hợp Quốc, làm việc ở Mỹ và sau đó thăm Cuba. Ngày 21 đến 27 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự hội nghị thượng đỉnh tương lai Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, làm việc tại Mỹ và thăm cấp nhà nước Cuba. Tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự các hoạt động thuộc tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh tương lai và tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79. Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến có các cuộc gặp song phương bên lề, tham dự sự kiện gặp gỡ lãnh đạo chính quyền, quốc hội, các đảng và một số người đứng đầu bộ ngành của Mỹ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mang đến Liên Hợp Quốc những thông điệp lớn, quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc đối với hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới. Đây là dịp Việt Nam một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn đóng góp tích cực vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bình luận. Chuyến công tác tại Mỹ cũng đánh dấu một năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ. Kim ngạch thương mại hai chiều tháng 8 đầu năm đạt gần 88 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khi kết thúc lịch trình ở Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước Cuba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự kiến hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Esteban Lasso Hernández và Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, chào Đại tướng Rocco Cruz và có các hoạt động đối ngoại khác.